Hey, xin chào anh em đã quay trở lại với Motion ATM. Lại là Huy đây. Trong video ngày hôm nay thì Huy sẽ tiếp tục cập nhật với anh em về tình hình giá của Bitcoin với chủ đề là Bitcoin nó sẽ đánh bại vàng ở trong năm 2020 ha. Và nếu đây là lần đầu tiên mà anh em biết đến Motion ATM thì hãy nhấn nút đăng ký và nút chuông bên phải để không bỏ lỡ những video của Huy và team trong tương lai nhé. Không nên chờ lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay video ngày hôm nay với chủ đề là Bitcoin nó sẽ đánh bại vàng ở trong năm 2020. Đánh bại ở đây là đánh bại ở về tốc độ tăng trưởng ha anh em. Ok, và mình có tham khảo được một bài viết ở trên Coindesk.com với tiêu đề là Bitcoin nó tăng 27% ở trong nửa đầu năm 2020 và đánh bại cả vàng, bạc và bạch kim ha. Ok, cái nội dung bài viết này là Bitcoin nó cho thấy là nó đã tỏa sáng trong nửa đầu 2020 và bằng cách là tăng hơn 27% trong bối cảnh là lợi nhuận là hơn cả kim loại quý, là bao gồm vàng, bạc và bạch kim. Anh em có thể thấy những cái chart này, cái màu đường màu vàng, cái line màu vàng này là cái đường của Bitcoin ha, đường đỏ là đường đường màu cam này là đường của vàng, màu đen này là của bạc và màu xanh này là của platinum là bạch kim ha. Anh em có thể thấy là Bitcoin nó tăng rất là mạnh này. Trong từ tháng 1 2020 đến tháng 5 2020 Bitcoin nó tăng đến nó đã giảm cái khúc mà tháng 3 là đồng loạt giảm các kim loại quý cũng như là Bitcoin nó đồng loạt giảm ha. Và từ tháng 3 đến tháng 5 này nó tăng, tháng 3 đến tháng 6, với tháng 3 đến tháng 6 nó tăng cao nhất là Bitcoin 27,09%, vàng là 16,45% và bạc là âm 0,45% và bạch kim là âm 15,73%. Và vàng nó kém hơn Bitcoin là gần 11%, là mặc dù nó tăng 16% trong trong năm hai nửa đầu 2020 và đạt mức cao nhất 8 năm, mức giá cao nhất 8 năm vào cuối tháng 6. Là và báo cáo tháng 7 của Bloomberg về Bitcoin là ghi nhận là mức độ biến động trong 260 ngày của Bitcoin là ở mức thấp nhất so với cùng cùng mức đo lường rủi ro của vàng kể từ là 2017 ha. Và giống như Bitcoin là giống như Bitcoin thì vàng cũng là một mặt hàng rất là khan hiếm, có giá trị là được lấy gần như hoàn toàn là từ phí bảo hiểm tiền tệ ha anh em. Và tuy nhiên là không giống như vàng thì các nhà đầu tư Bitcoin là trong lịch sử đã trải qua rất là nhiều biến động cực mạnh đó. Như đây mình thấy thì màn hình đó là tháng 3 này, nó biến động cực mạnh, nó đùng rất là mạnh từ mức giá là 10.000 xuống tận là 3.600. Ok, và mức giá cực mạnh. Và mình sẽ trở lại cái biểu đồ khung của Bitcoin trên biểu đồ ha anh em. Ok, Bitcoin trên biểu đồ daily thì nó đang có cái xu hướng tăng ha. Mình nhắc đi nhắc lại cái xu hướng tăng này cho anh em biết, bởi vì chúng ta trade theo direction này thành độc giá, chúng ta sẽ trade theo cái xu hướng của Bitcoin ở các khung lớn, cho nên chúng ta sẽ rất là quan tâm đến cái xu hướng. Mình sẽ trade xu hướng, không sẽ không không trade ngược xu hướng, là không cản đường xu hướng. Ok, và Bitcoin nó đang tiếp cận lại cái vùng hỗ trợ này, cái vùng hỗ trợ trước đó là cái vùng 9.000 cho 9.200, và Bitcoin sau khi nó hình thành cái setup về kỳ tăng giá là cái setup này này. Setup này gọi là setup về kỳ tăng giá, cái model 3 nó bọc hai EMA 3 phía trong, thứ tư là cái nến pin 3 phá vỡ xuống, và cái nến thứ năm này cũng là cái phá vỡ này, cũng là cái setup về kỳ tăng luôn, với cái nến thứ năm này đó là cái setup phá vỡ lên. Phá vỡ lên là một hình nến tăng, chứng tỏ là có setup về kỳ tăng. Và sau cái setup này á, mình kỳ vọng là nó sẽ bùng lên, nó sẽ bùng lên, có thể là nó retest lại cái vùng kháng cự ở 0H4, đó là cái vùng 9.500 này, 9.500 đến 9.600, hoặc có thể là cái vùng ở đây là cái vùng kháng cự ở không daily, ở không H4 không, còn ở không daily là nó sẽ nằm trên cái vùng này, nó sẽ nằm ở trên cái vùng này, đây là cái vùng kháng cự là ở 9.600 đến 9.800 ha. Và mình có thể là nếu mình lên cái xu hướng của nó mà nó mạnh á, nó break break qua được á, thì chúng ta sẽ vẫn không sót ha. Còn khi mà nó lên tới cái vùng kháng cự mà nó bị cạn cái lực buy đi á, và hình thành setup giảm á, chúng ta có thể sót theo xu hướng ha. Xu hướng của H4 nó là xu hướng sót ha nè, xu hướng bán xuống, bởi vì cái đáy dẫn đỉnh cao nhất của H4 nó là đã bị phá vỡ này. Em thấy cái đây, cái này là cái điểm cao nhất ha, cái điểm cái mức giá cao nhất, cái đỉnh cao nhất của Bitcoin ở khung H4 này, và cái đáy là cái đáy này này, nó đã bị phá vỡ từ lâu rồi này. Sau khi cú đâm một phát, nó đâm phát phá vỡ cái vùng hỗ trợ, phá vỡ cái vùng chuyển giao xu hướng ở khung H4, thì cái xu hướng của Bitcoin khung H4 nó chuyển sang xu hướng giảm anh em. Và có thể chúng ta sẽ canh short này, chúng ta canh short ở các vùng kháng cự, như cái vùng hiện tại cũng là cái vùng, một cái vùng để chúng ta canh short được. Anh em có thể thấy là khi mà giá Bitcoin nó chạm được cái vùng hiện tại này, cái vùng giá hiện tại là cái vùng 9.300 chứ như 4 á, ở không mất 4 thì nó đã hình thành những cái setup để chúng ta short được rồi, như cái setup hai cây này
là hai cái nến, là hai cái nến, là hai cái nến Iberis, nhưng mà cái lượng volume này nó chưa thỏa mãn hay nè, cái lượng volume của volume buy nó vẫn lớn hơn cái volume sale, cho nên chúng ta chưa có thỏa mãn cái setup này, cho nên chúng ta không sell ở đây. Ở không mất bốn thì chúng ta vẫn canh để short được, short ở cái vùng kháng cự hay nè khi mà có setup. Ok, và cái sau khi setup thì cái tăng giá này mình vẫn có kỳ vọng là Bitcoin nó sẽ tăng theo xu hướng ở không daily hay nè, nó sẽ tăng, có thể là nó sẽ retest lại là mốc 9.500 với 9.800 hoặc là 10.000 luôn á. Ok, tiếp theo là cái đồng Bitcoin Cash này. Đây, Bitcoin Cash thì chúng ta đang có một cái lệnh rất là đẹp, rất là lợi nhuận ha, với cái lệnh là long ngay tại 50% của thanh binh ba tăng giá này. Chúng ta long ở 216 và hiện tại mức giá là nó đang dao động 237 ha. Chúng ta đã có được là 19 20 giá là tầm 9,54%, là chưa có lợi nhuận, chưa có đồng bãi ha, chưa có đồng bãi. Nếu như anh chị dùng đồng bãi 10x là đạt được 95% rồi, và cái mốc hôm qua thì nó chưa đạt, nó đã gần chạm đến cái mốc TP của chúng ta, đó là mốc 1,5 rồi, lợi nhuận là ở 245,55 này. Nếu ở đây chúng ta sẽ đạt được 13,37%, chưa tính đồng bãi. Có thể anh em khi mà chạm tới đây, anh em giờ stop loss lên cái điểm entry, chúng ta gồng cái TP là 2R lợi nhuận ha. Ở đây thì chúng ta sẽ ăn được 17,81%, chưa tính đồng bãi ha. Ok, chúng ta đang có một cái lệnh có lợi nhuận mỡ ha. Ok, với cái đồng ETH này, ETH thì chúng ta chưa có, chúng ta trước đó thì mình có xem một cái kèo, đó là set long theo cái set phi kỳ tăng này. Phi kỳ tăng này chúng ta đặt lệnh ở cái đỉnh cái mũi của INSEE3 này, INSEE3 này ha, và stop loss ngay tại cái vùng đáy dưới này, đáy của setup này. Nhưng mà cái điểm vào lệnh và cái điểm stop loss nó quá xa, cho nên chúng ta không vào lệnh này. Và khi mà nó giá nó break này, anh em có thể thấy giá nó break lên, chúng ta bắt được con sóng này ha. Khi mà chúng ta try swing á, chúng ta bắt được con sóng này rất là đẹp, rất là ngon. Hoặc là chúng ta vẫn có thể trail ngay cái điểm scalp ngay tại đây, chúng ta ăn được con sóng tăng này luôn ha. Ok, và kèo hiện tại ở của cái đồng mà Ethereum thì chúng ta vẫn chưa có kèo ha, thì chúng ta long ngay tại cái shop bên ba tăng giá này mà nó đã chạy giá rồi thôi, chúng ta bỏ kèo này ha. Vẫn gồng tiếp cái kèo Bitcoin Cash nha anh em. Ok, và cái video nhận định thị trường của mình ngày hôm nay ngày 7 tháng 7 đến đây kết thúc. Và trước khi kết thúc video thì với các anh em gì tham gia group Merchant ATM thì hãy scan cái mã QR code trên màn hình, hoặc tìm kiếm trực tiếp trên Telegram này bằng cách là search icon Merchant gạch ngang ATM để tham gia nhé. Và trên đây là cái channel của team mình, và khi anh em tham gia vào đây thì anh em có thể tham gia cái mini game của team mình là thợ săn ô thun, từ ngày 4 tháng 7, ngày 9 tháng 7, 8 giờ trên group mình, thì chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi để nhận các ô thun qua đây. Và ở trên group là trên group chat này, là anh em có thể trao đổi kiến thức trading ở trên này, hoặc là anh em có thể vào cái channel VIP của team mình để nhận các signal VIP. Anh em có thể sẵn là do gạch ngang này, gạch chéo và VIP signal, đọc cái này và làm theo để vào được cái channel VIP này ha. Channel VIP này rất là nhiều kèo ăn rất là đậm ha, TP5 này. Ok, và cái video nhận định thị trường của mình ngày hôm nay đến đây là kết thúc, và xin cảm ơn các anh em đã theo dõi video của mình, và chào tạm biệt anh em, và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.